Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì trong cái chuyên mục mà mua bán bất động sản an toàn, luật sư Thu Đoàn sẽ nói cho quý vị và các bạn nghe một cái câu chuyện thực tế mà tôi có được trong cái quá trình tư vấn. Mục đích tôi kể cho quý vị và các bạn nghe những cái câu chuyện thực tế để chúng ta hiểu được rằng khi chúng ta đi đầu tư, khi chúng ta xuống tiền thì chắc chắn ngoài cái việc mà bảo toàn cái số tiền gốc thì chúng ta sẽ có lãi suất phát sinh, tránh những trường hợp là ông nói gà bà nói vịt trong cái hồ sơ của khách hàng của tôi. Vị khách hàng kể với tôi rằng là: chị, em mua một cái phần đất thì hai bên thỏa thuận là 1.4 tỷ. Sau khi mà phương thức thanh toán thì ban đầu là đặt cọc, sau đó là ký hợp đồng chuyển nhượng. Và sau khi mà ký hợp đồng chuyển nhượng thì chị biết rồi, trong cái hợp đồng chuyển nhượng trước đây là bản vẽ thường, sau này là bản vẽ kỹ thuật số. Và sau khi em tiến hành đo vẽ lại thì bà này bà mới phát hiện ra, thì bà mới đòi em thêm tiền. Hồi xưa là tổng cái diện tích đó là nó vẫn là 360 mét. Thì bà tưởng rằng là mỗi một mét đó là 200 triệu, bà bán với em là 1.4 tỷ. Em thì em lại hiểu rằng là bán hết nguyên một cái thửa đó là 1.4 tỷ, thì cho nên em mới xác định là em mua. Thế là tôi mới hỏi với bạn này rằng là trong cái phần diện tích đó thì hai bên trong cái thỏa thuận mà ký ở phòng công chứng thì mình ghi như thế nào. Rất là may mắn là họ ghi là diện tích là 360 mét vuông, số tờ, số thửa, tờ bản đồ với cái giá. Dĩ nhiên cái giá trong phòng công chứng sẽ thấp hơn cho giá thực tế hai bên thỏa thuận. Và bằng một cái sự uyển chuyển thì em cũng mua được miếng đất này. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái câu chuyện mà luật sư Thu Đoàn đưa ra cho quý vị và các bạn để chúng ta thỏa thuận. Khi chúng ta nhận được cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nó là bản vẽ, nó là bản đồ 02. 02 có nghĩa rằng nó không có tọa độ. Bề ngang nó không phải là 7 mét mà nó là 9 mét. Nhưng thực tế là hai bên không có ai, không ai đo hết cả. Nhưng tổng diện tích nó rất là may mắn, trong trường hợp này tổng diện tích nó vẫn là 360 mét các bạn ạ. Cái bà bán bà bảo rằng là tôi đâu biết, tôi tưởng là tại vì cái vùng đất này á là người ta bán mét ngang, vùng cái tập quán, bà bảo là cái tập quán này người ta bán mét ngang, mà mét ngang là tôi tưởng 7 nhân với 2 là 1.4 tỷ, còn bây giờ 9 mét là phải trả thêm tiền tôi thêm là 400 triệu nữa. Tôi cũng đã tư vấn với khách hàng trong một chừng mực nào đó, cũng đã uyển chuyển. Có thể rằng trong cái việc mình xuống tiền mình đầu tư nó cũng có cái một chút lợi nhuận, vì có thể rằng là giá nó rẻ hơn giá thị trường tại thời điểm các bên mua bán, cho nên bài toán là sẽ thương lượng và thương lượng. Và lại thêm một cái quan điểm nữa là chúng ta sẽ đưa cho cái vị mà chủ đất đó: chị ơi, hồi xưa chị bán tổng diện tích nó có xê dịch đâu, nó vẫn là 360 mét các bạn ạ. Vẫn là 360 mét, chị thỏa thuận với tôi 360 mét là 1.4 tỷ nha. Chứ còn bây giờ rằng là bây giờ chị nói thêm tiền là thêm như thế nào? Bây giờ giấy tờ cũng đã qua phía bên tôi rồi, thì cái phần thanh toán cái phần tiền còn lại mà thôi. Thông qua cái chuyên mục đầu tư bất động sản an toàn, luật sư Thu Đoàn muốn gửi đến cho tất cả những anh chị em là những người mua một cái căn nhà để ở hay mua một cái căn nhà đầu tư, chúng ta phải thận trọng trong cái việc đầu tư để tránh những cái trường hợp mà chúng ta rủi ro. Và đây cũng là một trong những cái ý chí của rất là nhiều người. Các bạn biết không, có những anh dịch vụ nhà đất nói mà khi mà san sẻ với luật sư thì nói rất là hay luôn, mà tôi thì tôi cũng chỉ cười cười thôi. Khi mà tôi đi ra giao dịch nhà đất, tôi đi ra dịch bao giao dịch bất động sản thì anh bảo nào rằng là giấy tờ nhà đất rồi chỉ cần như thế này như thế kia như thế nọ. Thậm chí có những người họ bảo với tôi rằng là không cần phải luật sư như đó là rườm rà.
thì thôi, để mà nếu mà họ có một cái kiến thức hạn chế mà mình mua được một miếng đất mà mình cảm thấy rằng là cái việc mà họ bán cho mình là ý chí là hoàn toàn tự nguyện, thì cái việc mình mua cũng dễ dàng thôi, tại vì mình mua để mình đầu tư. Còn lại trong trường hợp chúng ta mua bán thông qua dịch vụ hay thông qua những cái gì đó thì chúng ta hãy nên cẩn trọng. Có thể khi chúng ta xuống đất, chúng ta nói bảo rằng là giờ nói miếng đất này 1.4 tỷ, vậy thì theo chị chiều ngang nhiêu? Bà chỉ ràng thôi, bà nói thì bán nhiêu trên giấy nhiêu bán nhiêu, thì chúng ta ghi trong cái câu, trong cái hợp đồng chuyển nhượng mà chúng ta thỏa thuận, đó là mua bán trọn thửa. Cảm ơn quý vị và các bạn, chắc chắn rằng có những cái câu chuyện thực tế luật sư Thu Đoàn cũng sẽ gửi gắm lên trong cái việc mua bán bất động sản an toàn. Hy vọng rằng có thể giúp một chút ít kiến thức cho quý vị và các bạn trong cái quá trình mà đi đầu tư. Chúc quý vị và các bạn trong cái quá trình đi đầu tư đất đai sẽ gọi là tăng lên gấp đôi, gấp ba các bạn ha. Nếu quý vị và các bạn nào có một cái ý định sẽ mua đất ở Củ Chi thì và sẽ xem cái cơ sở pháp lý ở Củ Chi thì hãy mạnh dạn liên lạc với luật sư Thu các bạn nha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với tôi trong suốt thời gian qua. Xin trân trọng cảm ơn.